Kính chào quý vị và bà con. Kính thưa quý vị, thời gian qua, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản trái phép diễn biến phức tạp. Và đây là một trong những khuyến nghị của Ủy ban châu Âu EC để gỡ thẻ vàng về đánh bắt bất hợp pháp. Lực lượng kiểm ngư là lực lượng chuyên trách thực hiện tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm về thủy sản trên các vùng biển của Việt Nam. Trong những năm qua, lực lượng kiểm ngư đã tích cực phối hợp với các lực lượng cảnh sát biển, hải quân, biên phòng để ngăn chặn và tiến tới chấm dứt hiện tượng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Để quý vị và bà con có cái nhìn rõ hơn về vấn đề này, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi mời đến trường quay ông Nguyễn Phú Quốc, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư. Vâng, xin chào khán giả Báo Nông nghiệp Việt Nam. Xin cảm ơn ông đã dành thời gian trao đổi với chúng tôi ngày hôm nay. Và trước khi đi vào nội dung của chương trình, kính mời quý vị cùng đón xem một phóng sự do chúng tôi thực hiện. Theo Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, nước ta có diện tích khoảng trên 1 triệu km vuông. Trong đó có nhiều ngư trường lớn giàu trữ lượng hải sản, nhiều loài có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển của hoạt động khai thác cá, nguồn lợi hải sản trên vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam bị suy giảm đáng kể. Những năm qua, tình trạng tàu cá nước ta vi phạm vùng biển nước ngoài diễn ra khá phức tạp, nhiều trường hợp đã bị bắt giữ và xử lý. Trước tình trạng trên, năm 2017, Ủy ban châu Âu EC đã cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam. Những năm qua, lực lượng kiểm ngư đã đẩy mạnh hoạt động tuần tra, kiểm soát trên tất cả các ngư trường lớn, đồng thời tuyên truyền pháp luật về thủy sản, ngăn chặn và xử lý tàu cá Việt Nam đánh bắt trái phép, nhất là vi phạm vùng biển nước ngoài. Đặc biệt, thông qua hệ thống giám sát hành trình tàu cá VMS, lực lượng kiểm ngư chủ động nắm bắt các tàu có dấu hiệu vi phạm, mất kết nối hoặc chuẩn bị vượt ranh giới vùng biển của Việt Nam để nhắc nhở kêu gọi trở về. Đồng thời, phối hợp với các lực lượng cảnh sát biển, hải quân, bộ đội biên phòng để xác minh, điều tra. Đối với vùng biển Việt Nam có 5 vùng ngư trường khai thác chính, đó là ngư trường Vịnh Bắc Bộ, ngư trường giữa Biển Đông, ngư trường Miền Trung, ngư trường Đông Nam Bộ và ngư trường Tây Nam Bộ. Trên cơ sở luật thủy sản năm 2017, chia ra làm 3 vùng khai thác là vùng bờ, vùng lộng và vùng khơi. Hiện cả nước ta có hơn 91.000 tàu thuyền, trong đó tàu cá xa bờ hơn 29.000 chiếc. Trong quá trình tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, tùy theo mùa vụ và tình hình hoạt động của tàu cá, lực lượng kiểm ngư sẽ tăng cường kiểm tra ở thời điểm cao điểm. Trong 10 tháng đầu năm 2022, lực lượng kiểm ngư đã tuần tra, kiểm tra 10.000 lượt và xử lý gần 48 tỷ đồng tiền vi phạm. Đây là con số tương đối lớn, thể hiện tỷ lệ tàu cá của Việt Nam vi phạm trên biển tương đối nhiều, chiếm tỷ lệ 10-15% trên tổng số tàu cá đã kiểm tra, kiểm soát. Sau 5 năm triển khai các cái nhiệm vụ giải pháp chống khai thác IUU thì phải nói chúng ta Việt Nam có cái quyết tâm chính trị rất lớn, có sự vào cuộc rất là mạnh mẽ từ cấp chính phủ, các bộ ngành cũng như là các cấp chính quyền địa phương, phải nói là rất tích cực. Đấy thì tuy nhiên thì cũng còn một số tồn tại hạn chế, ví dụ như cái việc mà điều tra xử lý xử phạt vi phạm hành chính đối với các cái hành vi vi phạm khai thác bất hợp pháp. Thì cái này thì Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, trưởng ban chỉ đạo quốc gia đã chỉ đạo rất quyết liệt các địa phương là trên cơ sở 5 năm chúng ta đã tuyên truyền phổ biến ngư dân thì hầu hết ngư dân đã hiểu và tuân thủ. Tuy nhiên còn một bộ phận ngư dân vẫn vi phạm thì chúng ta phải kiên quyết xử lý vi phạm hành chính để đảm bảo cái tính răn đe cũng như là đảm bảo cái tính thực thi của pháp luật thủy sản. Mặc dù số vụ vi phạm của tàu cá Việt Nam tại vùng biển nước ngoài đã giảm đáng kể, tuy nhiên để chấm dứt và xóa sổ tình trạng này, cần phải có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương và nhiều lực lượng cùng tham gia, đặc biệt là xử lý nghiêm các vi phạm để đảm bảo tính răn đe. Bên cạnh đó, Cục Kiểm ngư cũng phối hợp với các lực lượng chuyên trách và Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức đối thoại trực tiếp với ngư dân về tình hình tàu cá khai thác thủy sản trái phép IUU. Qua đó, trao đổi thỏa đáng các ý kiến, kiến nghị của ngư dân, cũng như đề nghị các giải pháp nhằm chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài, nhằm sớm tháo gỡ thẻ vàng IUU theo khuyến nghị của EC. Vâng, trở lại nội dung trao đổi của chúng ta ngày hôm nay, thì đầu tiên mời ông Nguyễn Phú Quốc có thể trao đổi rõ hơn về tình hình vi phạm của tàu cá Việt Nam đối với các cái vùng biển nước ngoài và đã bị các cái quốc gia bắt giữ. Trong năm 2022, tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài vẫn có chiều hướng diễn biến phức tạp. Chúng ta chỉ mới ngăn chặn được cái tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm các quốc đảo Thái Bình Dương. Theo số liệu thống kê của lực lượng kiểm ngư Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, thì đến ngày 15 tháng 10 thì có tổng 100 vụ, 73 tàu cá và 898 ngư dân bị phía nước ngoài bắt giữ xử lý. Các nước bắt giữ xử lý tàu cá và ngư dân Việt Nam chủ yếu là Malaysia, Indonesia, Campuchia,
và một số nước khác. Và đặc biệt các tỉnh vi phạm thì có 8 tỉnh trọng điểm. Đấy là tỉnh Kiên Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Bến Tre, Bà Rịa Vũng Tàu và rất là nhiều tàu cá vi phạm. Đối với cái hiện tượng tàu cá vi phạm này thì mặc dù cũng đã được nhiều cơ quan chức năng phổ biến tuyên truyền về cái tình trạng vi phạm nước ngoài, tuy nhiên là nhiều chủ tàu cá, thuyền trưởng chúng tôi nhận định là vẫn cố tình vi phạm để khai thác thủy sản bất hợp pháp. Bên cạnh đó thì cũng có nhiều cái vùng biển trong lẫn giữa Việt Nam với các nước chưa được phân định, nên có một số tàu cũng vô tình vi phạm để khai thác thủy sản. Vậy thì ông có thể phân tích rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến cái tình hình vi phạm hiện nay nó phức tạp như vậy? Nguyên nhân thứ nhất chúng tôi nhận định thì thứ nhất là do nguồn lợi ở vùng biển Việt Nam có dấu hiệu suy giảm, nên là khi khai thác trên biển thì cái chi phí lợi nhuận nó không đủ chi phí sản xuất, nên là nhiều tàu cá cũng cố tình vi phạm. Vấn đề thứ hai là qua quá trình khai thác thì nguồn lợi khai thác ở vùng biển các nước tương đối dồi dào, và các chủ tàu, thuyền trưởng thì cũng có chú ý là khai thác thủy sản ở vùng biển các nước để tăng cái lợi nhuận. Vấn đề thứ ba nữa là công tác thực thi pháp luật ở các địa phương chưa thực sự nghiêm. Có một số địa phương có nhiều tàu cá nhiều lần vi phạm, tuy nhiên là công tác ngăn chặn ngay từ truy vết tàu cá vi phạm hoặc là lập nhóm đối tượng thì cũng chưa được làm triệt để. Và đây chúng tôi có một số nhận định rằng là cái tình hình tàu cá vi phạm này nó rơi vào một số địa phương như tôi đã trao đổi ban đầu là ở Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa Vũng Tàu, và nó nằm ở một số cụ thể ở địa phương như Vũng Tàu là ở Phước Tĩnh, Cà Mau, Kiên Giang là một số tỉnh khác là có những cái địa điểm thôn xóm nó tương đối cụ thể. Và khối lượng tàu thì chủ yếu là tàu rơi vào cái tàu có chiều dài từ 15 mét trở lên. Và đối tượng nghề thì chủ yếu là nghề vây, nghề lưới kéo. Đấy thì những cái đối tượng này nếu như chúng ta làm tốt công tác truy vết ban đầu thì có thể ngăn chặn được ngay từ trong bờ. Như ông vừa chia sẻ thì một số địa phương đã chưa thực hiện tốt cái công tác quản lý trong lĩnh vực khai thác thủy sản. Vậy thì theo ông làm thế nào để thời gian tới các địa phương cũng phải nhận thức được cái vai trò trách nhiệm của mình để làm sao mà họ có thể là tăng cường quản lý? Thực ra các địa phương trong thời gian qua thì cũng đã rất là nỗ lực trong công tác quản lý tàu cá cũng như khắc phục cái thẻ vàng của EC. Tuy nhiên đối với tình trạng tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài là cũng một hiện trạng tương đối khó, và cái này cần phải có sự vào cuộc của nhiều cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng công an. Các địa phương cần phải thu thập các cái chứng cứ ban đầu và tổ chức điều tra, truy tố các cái hành vi cố tình móc nối với các tổ chức nước ngoài để đưa tàu cá đi khai thác ở vùng biển nước ngoài. Đối với lực lượng kiểm ngư quốc phòng thì cũng thường xuyên phải công tác tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển để phối hợp với các lực lượng chức năng khác ngăn chặn tàu cá từ trên biển. Vấn đề thứ ba là hợp tác quốc tế. Thì ngoài các cái thông tin chung ấy, chúng ta cũng phải có những cái hợp tác quốc tế với Malaysia, Indonesia, rồi Campuchia, Thái Lan để thiết lập các cái đường dây nóng, tạo cái cơ chế pháp lý ngăn chặn và kịp thời trao đổi thông tin nếu như tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài và có cơ chế xử lý thích hợp. Bên cạnh đó thì cũng phải tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, đặc biệt là theo dõi các cái đối tượng có nguy cơ nhiều lần vi phạm hoặc là có nguy cơ vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản. Vậy thì qua hệ thống giám sát thiết bị hành trình tàu cá thì lực lượng kiểm ngư đã phát hiện và phối hợp với lại các lực lượng chức năng cũng như là các địa phương như thế nào để chúng ta có thể truy vết và xử lý tàu cá một cách nghiêm minh, đảm bảo tính răn đe. Thực ra hệ thống VMS quản lý tàu cá thì được quy định rất là cụ thể tại điều 44 của nghị định 26 hướng dẫn luật thủy sản. Thì cái này đối với tàu thì chúng ta phải phát tín hiệu 2 tiếng một lần. Tuy nhiên đối với những cái tàu mà vi phạm vùng biển nước ngoài thì thường là mất tín hiệu trước lúc là vi phạm vùng biển nước ngoài. Thì đây là một cái tương đối khó trong vấn đề xử lý. Thì vừa qua thì hiện tại thì Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn cũng đang trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội đưa ra một cơ chế xử lý là bằng thông qua các cái trang thiết bị phương tiện nghiệp vụ đối với lực lượng kiểm ngư, và đặc biệt là đối với hệ thống VMS thì có thể tiến hành xử lý vi phạm này thông qua cái hệ thống xử lý vi phạm qua thiết bị VMS. Vậy thì hiện nay chế tài xử phạt đối với các cái hành vi vi phạm vùng biển nước ngoài của tàu cá Việt Nam thì đã đủ sức răn đe hay chưa? Theo quy định của luật thủy sản 2017 và nghị định số 42 về xử phạt hành chính thì hành vi vi phạm khai thác thủy sản ở vùng biển quốc gia hoặc là tổ chức quản lý nghề cá khu vực đối với cá nhân có thể xử phạt đến 1 tỷ đồng.
đối với tổ chức thì có thể xử phạt đến 2 tỷ đồng và có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, như tôi đã trao đổi ban đầu thì vấn đề trên biển là vấn đề cực kỳ phức tạp. Đặc biệt giữa Việt Nam chúng ta thì có nhiều vùng biển chồng lấn, giáp ranh với các nước khu vực chưa được phân định. Và để mà xử lý một hành vi vi phạm ấy thì cần phải có một bằng chứng rất là cụ thể. Nên công tác tiến hành xử lý vi phạm tàu cá nước ngoài là một cái tương đối khó. Cái vấn đề thứ hai nữa là tất cả các tàu cá khi vi phạm vùng biển nước ngoài ấy, thì ngư dân thì hầu hết là bị tạm giữ và tàu cá thì bị tạm giữ ở nước bạn. Nên công tác thu thập điều tra thông tin ban đầu cũng tương đối khó. Nên để giải quyết vấn đề này thì trong thời gian tới chúng tôi phải đề xuất cái công tác hợp tác quốc tế, đặc biệt là thiết lập các cái cơ chế với các nước như Malaysia, Indonesia, Thái Lan để mà có những cơ chế trao đổi thông tin và thu thập thông tin đầu vào để xử lý dứt điểm cái tình trạng mà tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Thời gian vừa qua thì Ủy ban châu Âu EC vừa có đoàn kiểm tra tại Việt Nam về công tác phòng chống khai thác bất hợp pháp không báo cáo và không theo quy định. Vậy thì EC có những cái khuyến nghị gì, đặc biệt là các cái vấn đề liên quan đến tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài? Vâng, thời gian vừa qua thì đoàn EC có đi kiểm tra sang Việt Nam và kiểm tra trực tiếp tại tỉnh Khánh Hòa. Thì đến thời điểm này thì phía EC cũng chưa đã ra kết luận chính thức đối với việc mà nỗ lực của Việt Nam trong cảnh báo gỡ thẻ vàng. Tuy nhiên trong quá trình quản lý cũng như quá trình theo dõi và chỉ đạo hướng dẫn các địa phương thì chúng tôi nhận định là vẫn còn nhiều vấn đề cần phải khắc phục. Thứ nhất là vấn đề thực thi pháp luật. Ngay cả pháp luật ở trong nước thì cũng phải tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý các vấn đề vi phạm, đặc biệt là đối với tàu cá nước ngoài. Vấn đề thứ hai là vấn đề kiểm soát nhập khẩu thì cần phải truy vết và truy xuất nguồn gốc với số sản lượng nhập khẩu vào bến, vào nhập khẩu vào Việt Nam cũng như xuất khẩu ra các nước, đặc biệt là một số loài cá như là cá ngừ theo cái hiệp định biển pháp quốc gia có cảng PSMA. Vấn đề thứ ba là quản lý đội tàu khai thác, cường lực khai thác thì cần phải có số liệu rất là chính xác, đặc biệt là quản lý cái tàu cá trước lúc xuất bến ngay tại cảng cũng như sản lượng lên bến. Và vấn đề thứ tư nữa là cái thể chế thực thi pháp luật. Thì phía chúng tôi và phía EC cũng cho rằng là cái thực thi pháp luật cũng như các cái thể chế còn thiếu nên cần phải tạo cái khung pháp lý cho nó hoàn chỉnh hơn. Vậy thì ông có những cái đề xuất kiến nghị và những cái giải pháp trọng tâm như thế nào để tới đây chúng ta có thể xóa sổ được cái tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài? Tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài cũng được các cơ quan bộ ngành, đặc biệt Thủ tướng Chính phủ cũng chỉ đạo rất là sát. Và thời gian vừa qua thì chúng ta cũng có những cái thành công nhất định và bắt đầu nhận diện được cái đối tượng vi phạm để chấm dứt được cái tình trạng tàu cá Việt Nam vi phạm vùng biển nước ngoài. Vấn đề thứ nhất là tôi nghĩ rằng là cần phải có sự vào cuộc đồng bộ của các bộ ngành liên quan. Ở đây đặc biệt là có Bộ Công an, Bộ Nông nghiệp, Bộ Quốc phòng và đặc biệt nhất là chính quyền địa phương. Vì địa phương thì quản lý tất cả các chủ tàu, thuyền trưởng, máy trưởng. Cái nữa là cái vai trò của cơ quan quản lý thủy sản địa phương ấy là cần phải ra soát tất cả các đối tượng và lập các cái danh sách nguy cơ của đối tượng tàu cá vi phạm và từ đó nhận định theo dõi. Và đặc biệt cả tại các cái thôn xóm có tàu cá vi phạm thì thiết lập các cái hộp thư tố giác và có ý định đưa tàu cá đi nước ngoài thì cần cái thôn xóm này cần phải có cái yếu tố là thu thập thông tin ban đầu. Cái nữa là chúng ta phải ngăn chặn cái tình trạng này ngay từ trong bờ. Khi mà mỗi tàu có ý định đi nước ngoài thì thường là chuẩn bị rất là dài ngày, rồi là lương thực, rồi là nhiên liệu. Thì cái này công tác kiểm tra tàu cá ở trong bờ để ngăn chặn trước lúc tàu cá vi phạm rất là quan trọng. Và khi ra đến trên biển thì cũng phải theo dõi các cái hệ thống qua VMS và nếu tàu có dấu hiệu trước lúc mất tín hiệu thì phải cảnh báo ngay cho các lực lượng chức năng ở trên biển để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Thưa ông, hiện nay thì vẫn còn một số cái tàu cá chưa lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Vậy thì tới đây làm thế nào để chúng ta có thể kiểm soát 100% tàu cá mà đó có chiều dài 15 mét trở lên mà phải lắp thiết bị này? Theo quy định thì luật thủy sản tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến thời điểm này thì khoảng 98% cái số tàu cá xa bờ đã được tiến hành lắp đặt thiết bị VMS. Tuy nhiên thì chỉ có một vấn đề là trong quá trình mà vận hành thì có nhiều tàu cá là cái mất tín hiệu. Thì thời gian tới thì sẽ có nhiều cái biện pháp khắc phục. Trong đó chúng ta sẽ xây dựng cái tiêu chuẩn, quy chuẩn cũng như đem ra các cái chế tài xử lý đối với nhà cung cấp cũng như chủ tàu, thuyền trưởng mà không bật tín hiệu. Thì hiện tại thì trong nghị định 42 thì cũng đã quy định về vấn đề là nếu chủ tàu không phát tín hiệu về VMS thì cũng đã quy định là sẽ bị xử phạt nghiêm minh.
Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông Nguyễn Phú Quốc. Kể từ khi Ủy ban châu Âu ra cảnh báo thẻ vàng đối với thủy sản khai thác của Việt Nam nhập khẩu vào thị trường EU do liên quan đến khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, kim ngạch xuất nhập khẩu thủy sản của Việt Nam vào thị trường này đã sụt giảm đáng kể. Hy vọng rằng với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, từ trung ương đến địa phương, nhất là hoạt động tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm trên các vùng biển của Việt Nam của lực lượng kiểm ngư, chúng ta sẽ sớm xóa sổ tình trạng khai thác tàu cá bất hợp pháp. Một lần nữa xin cảm ơn ông Nguyễn Phú Quốc. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Báo Nông nghiệp Việt Nam Minh Phúc và khán giả Báo Nông nghiệp Việt Nam. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.